Cầu hôn ở nghĩa trang. Mia ơi, cậu nhìn anh ấy xem, chúng mình đẹp đôi lắm có phải không? Ừ, hai người trông đẹp đôi thật á. Phải nói rằng, chuyến du lịch vừa rồi đúng là định mệnh. Gặp được anh ấy, đúng là vận may lớn của đời mình. Krista, cậu là một cô gái tốt. Bao nhiêu năm cậu đã rất chăm chỉ làm việc, xoay sở một mình ở đây rồi. Cuối cùng thì người tốt như cậu đã gặp được người xứng đáng. Ừ, cậu nói gì cũng đúng cả. Mình đang ngập tràn trong hạnh phúc nè. Tình yêu quả thật là rất kỳ diệu. Nè, nhưng cũng phải tỉnh táo nghe chưa? Đừng để biến thành tình yêu mù quáng đó. Cậu yên tâm. Vâng anh, em đến rồi nè. À, em thấy anh rồi. Chào em, xin lỗi phải để em đến đây. Ừ, tại công việc anh bận quá. Không sao mà anh, em cũng muốn xem chỗ làm của anh như thế nào. Hôm nay anh sẽ đưa em đến một quán hải sản ngon tuyệt luôn. À, dạ chào sếp ạ. Chào anh Matt. Chào hai cô. Ồ, anh là sếp hả? Giờ em mới biết đấy. Có gì đâu, nào mình đi thôi. Ủa, mình đứng đây làm gì vậy anh? À, đợi một chút tài xế đánh xe tới rồi mình đi luôn. Ồ, anh có cả tài xế riêng cơ à. Nè nè nè, xem ai đi cùng sếp kìa. Trông cô ta quê mùa, chả cân xứng gì cả. Đừng nói cô ta là bạn gái sếp nha, như thế thật không công bằng. Dạ em gửi anh ạ. Mấy ngày sau, xem kìa, lại là cô gái hôm trước. Xin lỗi, không phải cô đến tìm sếp Matt của chúng tôi đó chứ? Ờ, dạ vâng, đúng rồi. Cô đừng nói cô là bạn gái của sếp đó nha. Vâng, tôi là bạn gái của anh ấy. Cái cô này đúng là không biết xấu hổ. Cô có biết Matt là con trai duy nhất của gia đình tỷ phú Brent không? Cô nghĩ cô là ai mà dám nói là bạn gái của anh ấy? Cẩn thận kẻo ăn quả lừa to nha. Đúng là không biết mình là ai. Ừ, Chris, em đến rồi à? Dạ, chào sếp ạ. Ừ, chào hai cô. Mà mọi người biết nhau sao? Dạ không có. Xin phép sếp chúng em lên văn phòng. Chào em yêu. Sao hôm nay lại có nhã hứng mời anh ăn trưa vậy? Em làm anh hồi hộp quá đi. Em định qua đi ăn trưa cùng với anh, nhưng em lại có việc gấp rồi. Thôi để lần khác nha anh. Kìa, Chris, có chuyện gì mà gấp thế? Để anh đưa em đi. Không cần đâu anh ơi. Anh ấy là ông chủ của tập đoàn Maxino. Vậy có nghĩa anh ấy là con nhà tỷ phú. Vậy mà anh ấy không hề nói với mình. Mà cũng tại mình đâu có hỏi. Mình cũng đã nói gì cho anh ấy về thân phận của mình đâu. Có lẽ mình và anh ấy không hợp nhau thật. Hoàn cảnh hai người quá khác biệt nhau. Mình đang ngập tràn trong hạnh phúc nè. Tình yêu quả thật là rất kỳ diệu. Nè, nhưng cũng phải tỉnh táo nghe chưa? Đừng để biến thành tình yêu mù quáng đó. Là mình đã vội vã, chạy theo cảm xúc quá. Alo? Rít à, anh muốn gặp em một chút. Em... Muộn rồi, sao anh còn hẹn em ra đây? Dạo gần đây, anh thấy em hơi lạ. Em không sao mà. Rít à, chúng ta đã biết nhau một thời gian rồi. Cũng chẳng thể nói là dài hay ngắn, nhưng anh tin vào trái tim của mình. Anh muốn được ở bên em cả cuộc đời này. Matt à, đừng làm như vậy mà. Chris, em không yêu anh sao? Em nhưng mà... Chris, có thể em cho là được đột, nhưng anh hết sức nghiêm túc. Dạo gần đây anh thấy em rất lạ. Em khiến anh lo lắng, như không thể có em bên mình, nên anh quyết định cầu hôn em thế này. Matt à, anh hãy hiểu cho em. Hiểu cho em? Có chuyện gì em còn không chia sẻ với anh? Sao lại nói anh hiểu cho em? Anh yêu em, anh muốn gắn bó với em mà. Còn em thì sao? Em hiểu cho anh không? Matt à,
chúng ta quá khác nhau. Anh là một ông chủ giàu có, một người có địa vị xã hội. Mọi thứ thuộc về anh có lẽ đều quá cao và xa vời với em. Anh không hiểu sao em chỉ là một cô gái đơn phương độc mã ở thành phố này. Công việc của em cũng là đi làm thuê, đâu xứng với một công tử nhà giàu sinh ra đã ở vạch đất như anh. Lời cầu hôn của anh, em xin lỗi, đừng treo đồ em nữa. Chris. Mấy ngày sau. Nè, chúc mừng sinh nhật nha. Chắc hôm nay có kế hoạch với tình yêu rồi phải không? Thế nên mình mới phải tranh thủ hẹn cậu ra đây giờ này đó. Cảm ơn Mia nhiều nha. Thật ra hôm nay mình vẫn chưa có kế hoạch gì hết. Mình mới chia tay Matt. Hả? Chia tay? Hắn ta đá cậu rồi hả? Sao hắn dám làm thế? Bình tĩnh đi nào Mia. Là do mình chia tay anh ấy trước. Hả? Sao lại thế? Kể mình nghe thử xem nào. Hôm nay anh sẽ đưa em đến một quán hải sản ngon tuyệt luôn. Dạ chào sếp ạ. Chào anh Matt. Chào hai cô. Dạ em gọi anh ạ. Lời cầu hôn của anh, em xin lỗi, đừng treo đồ em nữa. Chris. Đúng là cậu và anh ta như hai thế giới khác nhau. Anh ta khác cậu quá nhiều. Nhưng cậu làm vậy có hơi vội vã không? Chia tay là đúng thôi. Từ hôm ấy mình không liên lạc gì cho anh ấy. Anh ấy cũng không gọi cho mình một cuộc nào. Ủa, như vậy thật sao? Ít ra hôm nay là sinh nhật của cậu, anh ta cũng phải gọi một tiếng chứ. Cả tuần nay rồi, hay anh ấy gặp chuyện gì không hay? Mình chỉ hỏi thăm một tiếng thôi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Anh ấy còn chặn cả số của mình rồi sao? Hai tuần sau. Mình phải quên anh ta đi. Anh ta chỉ là công tử nhà giàu, thích trêu đùa tình cảm của người khác mà thôi. Là Matt gọi. Anh ta gọi cho mình. Sau bao nhiêu ngày bạc vô âm tính nữa. Mình có nên nghe không đây? Alo. Là anh đi. Anh có thể gặp em ở quảng trường Romas được không? Có gì thì anh nói luôn đi. Anh thật sự cần em lúc này. Làm ơn hãy đến đây. Có chuyện gì với anh ấy sao? Chuyện gì thế kia? Em yêu, hắn đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra khi anh bỗng dưng biến mất phải không? Anh xin lỗi vì cảm giác khó chịu đó em phải chịu đựng một mình. Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là... chính là ngày hôm nay. Có chuyện gì thế này? Như em thấy đấy. Này chính là điều đặc biệt anh dành cho em. Matt à. Anh làm gì vậy? Chris. Em chính là tình yêu. Là định mệnh và cuộc sống của anh mãi về sau này. Về việc anh biến mất thời gian qua. Hôm nay em sẽ có câu trả lời. Anh mong rằng nó sẽ đủ thuyết phục. Để em tha thứ cho anh. Vì sự biến mất đó. Kia là nhà chị gái em mà. Đúng vậy, là nhà của chị em ở bang Cali. Dạ, xin hỏi, đây là nhà của chị Jenny, chị gái của Chris phải không ạ? Vâng, cậu là ai? Dạ, em chào chị, em là Matt, là bạn trai của Chris. Chúng em đã có thời gian tìm hiểu và yêu nhau. Vậy à? Sắp tới, em muốn cầu hôn Chris để có thể chính thức trở thành chồng của cô ấy. Vì vậy em đến đây để xin phép chị thác thành cho chúng em. Trời ơi, cậu thật chu đáo và ngọt ngào. Chris à, em vẫn khỏe chứ? Bằng những điều tốt đẹp nhất, chị chúc phúc cho hai em và cả ngàn lời đồng ý. Con gái à, đã lâu mẹ không gặp con. Con bé có chuyện gì sao? Dạ không thưa bác. Hôm nay cháu đến đây là để xin ý kiến và sự thác thành của bác. Cháu muốn xin bác hãy chấp nhận cháu là con rể của bác. Con gái à, đã lâu mẹ không gặp con. Và thật tuyệt khi biết rằng con vẫn ổn và có một tình yêu ngọt ngào như vậy. Matt à, mẹ và chị của em sống ở hai nơi khác nhau, cách xa hàng trăm cây số. Vậy mà anh đã lần lượt đến gặp họ. Vì em, anh có thể đi vòng quanh thế giới mà. Nhưng chưa hết đâu.
Mẹ, chị, cả hai đều đã ở đây rồi. Chris, vẫn còn một điều nữa. Thưa ba, con xin phép được gọi là ba. Và con cũng xin ba chúc phúc cho con cùng con gái ba là Chris được phép bên nhau. Con xin hứa trước ba rằng cả đời này con sẽ mang đến cho Chris hạnh phúc vì cô ấy xứng đáng được như vậy. Chris, tình yêu của anh, giờ thì em đã hiểu lý do biến mất của anh rồi chứ. Anh muốn giờ phút thiêng liêng này đây, khi anh quỳ gối trước mặt để cầu hôn em, thì những người thân của em sẽ là những người chứng kiến và thác thành cho chúng ta. Hãy đồng ý làm vợ anh nha. Em đồng ý. Quay về. Em xin anh đừng đi mà. Anh xin lỗi. Nhiều năm sau. Wow, hôm nay nhà mình có khách hay sao mà mẹ làm nhiều món ngon thế này? Con đoán đúng rồi đấy. Ơ, ai vậy mẹ? Hình như là một người rất quan trọng với mẹ. Lát nữa gặp con sẽ biết. Đến rồi, để mẹ ra mở cửa. Thảo, con xem ai này. Con gái của ba, con đã lớn thế này rồi sao? Mẹ, đây là vị khách rất quan trọng mà mẹ vừa nói với con sao? Con mau chào ba đi con. Không, người này không phải là ba con. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi. Mẹ quên là ông ấy đã bỏ mẹ con mình suốt hơn chục năm qua rồi à. Kìa Thảo, đó là chuyện quá khứ rồi. Ba con cũng biết lỗi rồi. Không, con không bao giờ chấp nhận. Con không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Kìa, Thảo. Con nó... Thôi mà em, anh biết anh có lỗi rất nhiều. Con bé không thể nào mà chấp nhận anh ngay được. Chắc cần có thời gian. Thảo, mẹ vào được không con? Dạ. Con à, con hãy tha thứ cho ba con đi. Mẹ, sao mẹ lại có thể nhu nhược như vậy? Mẹ quên ngày đó, ông ấy đã vô tình và lạnh lùng như thế nào sao? Mẹ không quên, nhưng chuyện đã qua rồi. Ba con thực sự đã biết lỗi. Ông ấy hứa sẽ bù đắp tất cả cho mẹ con mình. Bù đắp? Cả tuổi thơ con không có ba. Làm cách nào để bù đắp được chứ? Nếu ông ấy biết lỗi, thì tại sao bây giờ mới xuất hiện? Thời gian qua ông ấy ở đâu? Thực sự thì ngày đó vì hoàn cảnh khó khăn nên ông ấy bỏ đi theo một người phụ nữ giàu có. Rồi làm ăn không thành, ông ấy vướng phải vòng lao lý. Cũng chỉ mới ra tù cách đây vài năm. Sau khi ra tù, ông ấy cũng đã liên lạc với mẹ để cầu xin sự tha thứ. Nhưng ông ấy không dám xuất hiện, mà chỉ xin hàng tháng được gửi tiền về phụ mẹ lo cho con, những mong chuộc lại lỗi lầm. Giờ thì ông ấy đã ổn định nên muốn xin về gặp mẹ con mình. Ông ấy rất hối hận và rất thương con. Dù có như thế thì con cũng không thể chấp nhận được. Lúc con cần có ông ấy bên cạnh thì ông ấy lại bỏ đi. Nếu thương con thì ông ấy đã không làm như thế. Kìa con à, dù sao ông ấy cũng là ba của con. Ông ấy đã biết lỗi rồi mà. Con hãy tha thứ cho ông ấy đi. Con không có người ba như thế. Con sẽ không bao giờ gọi ông ta là ba đâu. Kìa Thảo, hôm nay đúng là một ngày may mắn. Không ngờ mình lại có thể trúng tuyển vào công ty này. Phải ăn mừng mới được. Chúc mừng con gái. Ông, sao ông lại ở đây? Ba ngồi đây ăn mừng với con nha. Ăn mừng gì chứ? Chẳng phải con vừa trúng tuyển vào tập đoàn Minh Tú sao? Một chuyện rất đáng để ăn mừng đấy chứ. Sao ông biết? Tôi còn chưa nói với mẹ mà. Ba vẫn luôn dõi theo con mà. Bất kể chuyện gì liên quan đến con, ba đều quan tâm. Chưa bao giờ ba quên trách nhiệm của mình. Được rồi, tôi sẽ lưu ý trường hợp này. Vâng, chào anh. Là ông đã nói chuyện với trưởng phòng nhân sự bên đó đúng không? Nhưng con được nhận là do năng lực của con mà. Tôi không cần, tôi không muốn phải mang ơn ông. Ông làm ơn đừng có can thiệp vào chuyện riêng của tôi nữa.
Kìa Thảo. Thảo, nghe bà nói đã. Tôi không muốn nghe. Mẹ, ba con sao rồi? Tại sao ông ấy lại bị tai nạn? Con, tại con, ông ấy vì cứu con nên... Bác sĩ, ông ấy sao rồi? Vết thương quá nặng, chúng tôi đã cố hết sức. Còn ông nhà có tỉnh lại được hay không là do số phận. Chúng tôi xin lỗi. Khó khăn lắm gia đình mới có thể đoàn tụ. Vậy mà bây giờ anh lại nằm đây, không biết khi nào mới tỉnh lại thế này. Ông ấy thật sự rất thương con nên mới dám hy sinh cả tính mạng của mình để cứu con như thế. Ông ấy đã biết lỗi rồi mà. Ba vẫn luôn dõi theo con mà. Bất kể chuyện gì liên quan đến con, ba đều quan tâm. Chưa bao giờ ba quên trách nhiệm của mình. Tôi sẽ không tha thứ cho ông. Nếu ông cứ nằm trên giường mãi thế này, ông nhất định phải tỉnh lại. Ông nói là sẽ bù đắp cho mẹ con tôi mà. Ông phải tỉnh lại chứ. Ba tỉnh lại đi mà. Con sẽ không cố chấp như thế nữa. Con sẽ tha thứ cho ba mà. Ngón tay ông ấy cử động kìa. Mẹ mau gọi bác sĩ đi. Bác sĩ ơi. Đây đúng là một tín hiệu đáng mừng đấy. Chắc chắn bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chúc mừng gia đình. Thật thế sao? Cảm ơn bác sĩ. Tốt quá rồi. Xuất chiếu muộn. Chị Nhi lần này lên trưởng nhóm rồi, phải khao đi chứ. Đúng, phải ăn một bữa ra trò. Ăn xong đi hát nữa nha. Thôi, đi xem phim đi. Xem phim Định Mệnh đang hot đấy, mới ra rạp hôm qua. Chị Nhi khao hẳn chị em ghế VIP luôn nha. Được, thích gì cũng chiều. Nhưng để mai đi, hôm nay chị có hẹn rồi. Lại hẹn? Ngày nào chị cũng kín lịch rồi hả? Anh chàng nào mà may mắn thế? À, lớp nhảy của chị tụ tập ấy mà. Học xong nên đi xõa luôn, nên các cô chờ đi. Ôi, em ngưỡng mộ chị quá à. Vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn quan hệ rộng nữa, đi đâu cũng đầy bạn. Dự án bận quá nên chắc khuya con mới về mẹ ạ. À, hay mẹ mang đồ ăn qua công ty cho con nhé, chứ đêm khuya ai bán cho mà ăn. Mẹ ơi là mẹ, hàng quán bây giờ mở thâu đêm nhiều lắm mẹ ơi. Con muốn ăn cái gì cũng có, mẹ đừng lo. Ừ, vậy nhớ ăn có sức mà làm nghe con. Về cẩn thận đó. Mẹ yên tâm, mà mẹ ngủ trước đi đừng chờ con. Con có chìa khóa rồi. Đi Nhi ơi, hôm nay không say không về nha. Đi nào. Yo, nhóm Street Dance number 1. Về nha, hôm nay vui quá đi mất. Mẹ ơi. Con về rồi đó hả? Hôm nay về sớm thế. Cả tuần về muộn cũng được sớm một hôm ha. Con về qua nhà tắm cái, rồi tối có hẹn với đối tác mẹ à. Thế con lại ra ăn ngoài à? Mẹ nấu gần xong rồi. Con bận quá, quên báo với mẹ. Thôi mẹ cứ ăn nhé, con đi chuẩn bị đồ nếu không muộn mất. Con đi đây ạ, yêu mẹ nhất. Con có ăn thử miếng sườn riêm cho đỡ đói không? Con trang điểm rồi, ăn bây giờ hỏng hết son môi. Con đi nha mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi ngủ trước, đừng chờ con nha. Chà chà, chị nổi quá ha. Thôi xong, quên cái điện thoại ở trên nhà rồi. Chờ chị chút. Mẹ ơi, sao cửa không khóa thế mẹ? Mẹ ơi. À, con hả? Sao về luôn thế? Con mệt à? Không khỏe ở đâu? Mẹ cứ rời ra là khâu khâu vá vá, lọ mọ làm gì? Cũng chưa ăn cơm nữa. Mẹ đính cho con thêm cái cúc trên cùng này. Hôm nào gió nhiều, cài thêm vào khỏi lạnh con. Sao mẹ không xem tivi, nghe đài làm gì? Mẹ bảo thích xem phim truyền hình cơ mà. Cái tivi ở đây nó xịn quá,
không như ở quê, mẹ dò mãi không ra được kênh nào. Toàn tiếng Tây thì xem gì, nghe kịch trên đài cũng được. Chị ơi, nhanh lên, không muộn giờ chiếu bây giờ. Con bận thì cứ đi đi, không phải lo cho mẹ đâu. Cả tuần về muộn cũng được sớm một hôm ha. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Chị có việc đột xuất không đi nữa, hôm khác nhé, thông cảm cho chị. Sao thế con? Mẹ, mẹ đi cùng con đến chỗ này đi. Đi đâu? Mẹ cứ đi cái đã. Nhanh đi mẹ, mặc thế cũng được rồi. Cho chị hai vé như những ngày xưa ấy nha. Chị ơi, có phim Định Mệnh hot mới ra rạp hôm qua, chị có muốn xem không ạ? Thôi, mẹ chị không đọc kịp phụ đề, xem phim Việt dễ hơn. Ra thế, chị tâm lý ghê, cả rạp này chắc mình chị đi với mẹ quá. Con à, có mỗi hai mẹ con mình hay sao ấy? Càng sướng mẹ ạ. À, chắc không ai thích xem ngày xưa như mẹ con mình. Ngày xưa, khu tập thể có đoàn đến chiếu bóng. Mẹ nhớ nhà nào cũng ăn vội ăn vàng, để còn kịp ra sân xí chỗ cho con. Hồi đó khổ nhưng mà vui. Ngày đó thi nhau chen chúc, ba mẹ nào khỏe thì con ngồi trên. Mẹ toàn nhường ghế cho con, xong kê dép ngồi cạnh quạt cho con như cá tay. Mà có mỗi hai mẹ con thế này, con mua làm gì cho tốn tiền. Thì mẹ cứ xem đi. Con ơi, đến rồi thôi yên lặng xem đi, mấy trăm ngàn lận xem tập trung vào. Mẹ à, sao đến giờ con mới đưa mẹ đến đây nhỉ? Con ham vui, vô tâm quá, con tệ quá. Mẹ, từ nay con hứa sẽ dành nhiều thời gian bên mẹ hơn, như những ngày xưa ấy mẹ nhé. Chiếc gương ô tô vỡ. Ôi, chậu hoa của tôi. Min, có phải con làm vỡ chậu hoa của ba không? Con, dạ không phải. Tại con mèo, không phải tại con đâu, con mèo. Vậy quả bóng ở đây là sao? Con thật là, tưởng ba không biết à? Lần sau mà còn thế, đừng trách. Con trai, nếu con làm vỡ chậu hoa, con phải nhận lỗi chứ. Làm thế là ba giận lắm đấy. Min, ba nghĩ con cần phải học cách có trách nhiệm với mọi hành động của mình. Chỉ là cái chậu hoa thôi mà ba, có gì to tát đâu. Con sẽ xin tiền mẹ để mua lại trả cho ba. Vấn đề không phải ở cái chậu hoa, vấn đề nằm ở thái độ của con kìa. À, trời, sao cô lại đứng ở đây? Tại cô mà cháu bị ướt áo á. Thằng bé được cưng chiều quá, giờ cứng đầu không dậy nổi. Ba, hôm trước ba hứa cho con đi cùng thiếu nhi, giờ ba con mình đi luôn nhé. Không được rồi, chiều nay ba có chút việc bận. Sao ạ? Ba hứa rồi mà, ba chẳng có trách nhiệm với lời nói của mình gì cả. Vậy con có trách nhiệm với hành động của mình không? Ba cần lên văn phòng lấy ít tài liệu, con ngồi trong xe đợi ba nhé. Có lẽ ba khóa xe, con không ra ngoài, ngồi đợi ba nhé. Vâng. Nhanh lên, chúng ta đến buổi học thêm muộn mất. Chờ tớ với. Ai biểu mập quá làm chi? Cái gì vậy? Thôi chết, cậu làm vỡ cái gương xe ô tô của người ta rồi kìa. Ôi, cái xe này không phải dạng vừa đâu. Quả gương này chắc cũng đắt tiền lắm. Này, trong lúc chủ xe không có mặt ở đây, chuồn lẹ thôi. Đúng vậy, nhanh chuồn đi. Ba tôi mà xuống thì ăn đủ đấy. Đúng như mình nghĩ. Hả? Gì thế kia? Gì vậy nhỉ? Ba ơi, có một anh đâm vỡ gương của ba và anh ta đã bỏ chạy. Anh ấy không bỏ chạy, anh ấy chỉ đang vội thôi. Con thấy rồi đấy, ba con mình sẽ liên hệ với anh ấy về vấn đề này.
Cậu thấy chưa, ông ấy gọi điện và giờ thì đến tận nhà bắt đền rồi đó. Tôi đã bảo cậu kệ bỏ đó đi rồi mà, lấy tiền đâu mà đền cho người ta chứ. Thì lỗi tại mình mà, mình phải chịu trách nhiệm chứ. Cháu chào chú. Cháu chào chú. Chào các cháu, cháu là người đã đâm vào gương xe của chú phải không? Dạ, cháu xin lỗi vì đã làm vỡ gương ô tô của chú. Dạ, hết bao nhiêu tiền sửa, cháu xin đền bù ạ. Ồ, hãy khoan nói đến chuyện đền bù. Thực ra chú đến đây là muốn hỏi tình hình của cháu. Cháu có bị làm sao không? Cú va chạm khá mạnh, gương vỡ nát như thế. Hy vọng cháu không bị đau ở đâu chứ. Ba, dạ. Số tiền đền gương dẫu lớn bao nhiêu cũng không quan trọng lắm và luôn có thể tìm cách giải quyết. Còn lòng tự trọng và sự thanh thản tâm hồn mới là quan trọng và vô giá. Hành động của cháu là một tấm gương lớn khiến bao người đang chối bỏ trách nhiệm, che đậy lỗi lầm phải hổ thẹn. Con định nói gì phải không? Ba hiểu ý của con rồi. Thôi thế này, nếu có thể, sau mỗi giờ học, cháu đến làm gia sư cho cậu bé cứng đầu này của chú một tuần để đền bù chiếc gương. Sau một tuần, chú sẽ trả lương cho cháu, được chứ? Dạ, dạ được, được chứ ạ. Cháu cảm ơn chú. Con trai cứng đầu của ba, chắc con không phản đối chứ? Dạ. Ba ơi, con xin lỗi ba. Sau sự việc vừa rồi, con đã hiểu những lời ba dạy, việc làm vỡ cái chậu hoa. Con xin lỗi ba. Con à, ba rất mừng. Ba luôn mong chờ con biết nói những lời như thế này khi mình có lỗi. Con hãy luôn trung thực như vậy, biết nhận lỗi, biết sống có trách nhiệm. Giờ thì ba con mình cùng ra khu vui chơi nhé. Vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Kiko trốn nhà. Một ngày mới lại bắt đầu. Dậy đi các con. Có khách đấy. Bác hai ơi. Lan đó à, vào nhà đi cháu. Ngồi đi cháu, uống trà với bác nhé. Wow, cậu ấy đẹp quá, xinh quá. Dạ. Uống trà đi cháu. Dạ, cháu xin bác. Ồ, bộ ấm chén này xinh quá. Ừ, đó là món quà mà bác gái mua tặng bác. Thực sự bác cũng rất thích bộ ấm chén này. Uống trà trong mấy cái chén này cũng cảm thấy ngon hơn hẳn. Ước chi môi của mình nằm ở miệng chén thì thích biết mấy. Mà thôi, được cô ấy nâng niu và uống trà đã là mãn nguyện lắm rồi. À, bác ơi, hôm trước về quê, bố cháu gửi bác mấy bức ảnh kỷ niệm hôm trước bác với ba cháu đi chơi đây ạ. Ồ, đẹp quá, cho bác gửi lời thăm cảm ơn ông ấy nhé. Cô ấy thật đẹp, đẹp quá. Mỗi ngày được cô ấy kề môi uống trà thì tuyệt biết bao. Em nói cái gì vậy? Đừng có mơ tưởng linh tinh. Chúng ta thì ở đây, còn cô ấy thì từ nơi khác tới. Sao có thể mỗi ngày đều chạm tới chúng ta? Sao lại không? Em sẽ theo cô ấy. Em điên rồi. Kiko, Kiko, em đừng có mạo hiểm như vậy. Thôi, cháu xin phép bác. Cháu về ạ. À? Ừ, được rồi. Cảm ơn cháu. Rảnh đưa ba cháu qua đây chơi nha. Kiko đang ở trong túi sách của cô ấy. Trời ơi, con tôi, Kiko của tôi. Sao con bỏ mẹ đi, con ơi. Cô ấy sẽ đưa mình về nhà cô ấy. Mỗi sáng thức dậy, cô ấy sẽ rót trà vào mình, đưa mình lên đôi môi đó. Ơi. Ơ, chẳng phải đây là chiếc chén của bác hai sao? Sao chiếc chén này lại ở trong túi của mình nhỉ? Trời ơi, sao cô chủ lại rước một đứa quê mùa, cục mịch, xấu xí ở đâu về đây thế này? Ừ, nhìn kinh quá, dị quá. Tôi là Kiko, tôi là chén uống trà. Uống trà là gì? Hình như ở đây không có khái niệm về uống trà. Cô chủ của chúng tôi chỉ biết đến uống nước lọc, uống sữa, nước ép trái cây hay thi thoảng cà phê, chứ chưa thấy cô chủ uống trà bao giờ. Cậu đến không đúng chỗ rồi. Hãy về nơi của mình đi. Xem có gì hay không nào. À ha, dù sao cũng có cái để xem.
mình thích xem chương trình thể thao. Bình thường thì ông chủ sẽ chỉ xem chương trình thể thao thôi. Mình nhớ giọng kể chuyện đêm khuya của bác cassette. Mình nhớ nhà, mình nhớ mẹ và mọi người. Ở đây không hợp với mình. Cô ấy không cần đến mình. Thôi rồi, cô ấy đưa mình đi đâu thế này? Đây là vật kỷ niệm của bác. Cháu cũng không hiểu sao nó lại lạc trong túi của cháu. Chắc lúc mãi nói chuyện, cháu cất điện thoại rồi cất nhầm. Cháu gửi trả bác. Ôi, cái chén yêu quý. Bác tìm nó suốt cả ngày hôm qua, cứ tưởng mất thiếu nó có một hôm mà bác thấy uống trà cũng không được ngon. Kiko, con đã về. Mẹ lo cho con quá. Kiko, Kiko đã về mọi người ơi. Vui quá, vui quá. Mừng quá, cậu ấy đã trở về rồi. Đây mới đúng là gia đình của mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.